Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Hội báo toàn quốc năm 2023, nâng cao chất lượng báo chí, đáp ứng nhu cầu thông tin. Hội báo toàn quốc năm 2023 là sự kiện lớn của báo giới cả nước nhằm chào mừng những thành tựu to lớn của đất nước trong tiến trình đổi mới, nêu bật những đóng góp và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời quảng bá các sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh, đây là ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước. Hội báo toàn quốc 2023 tôn vinh những thành tựu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước. Đồng thời tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, từ đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung. Đây cũng là dịp biểu dương, động viên những cống hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 3 năm 2023, Hội báo toàn quốc 2023 mang đến cho công chúng và các nhà báo, hội viên nhiều hoạt động nghiệp vụ, văn hóa phong phú có sức lôi cuốn, góp phần tăng thêm sự gắn bó giữa báo chí với công chúng, góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tới các tầng lớp nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và nhà nước. Báo chí luôn gắn bó, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, các cơ quan báo chí và những người làm báo cả nước đã thường xuyên đề cao sứ mệnh và trách nhiệm chính trị, bám sát định hướng của Đảng, nắm bắt thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Với chủ đề đoàn kết chuyên nghiệp văn hóa sáng tạo, Hội báo toàn quốc năm 2023 dự kiến thu hút 87 gian trưng bày với sự góp mặt của 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố cùng 60 cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Bên cạnh đó còn là các gian trưng bày chuyên đề tiêu biểu của các liên chi hội báo nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng như hoạt động của các khối đơn vị đào tạo, bồi dưỡng báo chí. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, ngoài những yếu tố quan trọng như đoàn kết, chuyên nghiệp thì hội báo năm nay nhấn mạnh đến yếu tố văn hóa và sáng tạo. Đây cũng là hai yếu tố báo chí cần đặc biệt đề cập và chú trọng. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Hội báo toàn quốc năm nay có ý nghĩa quan trọng, là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Để xứng đáng với vai trò, sứ mệnh vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, ông Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí, những người làm báo tiếp tục quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị toàn quốc. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, tất cả phải tập trung với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động đồng bộ, hiệu quả nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, văn hóa và hiện đại. Cần quan tâm tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quy hoạch, quản lý, phát triển báo chí. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường.